Nhà cụ Roland Thiên Tài Bình Thuận xin trân trọng kính chào quý anh chị em khách hàng xa gần đã quay lại với trang fanpage Thiên Tài cũng như là kênh YouTube Roland Vairom Thiên Tài. Anh chị em có nhu cầu quan tâm tới nhiều sản phẩm nhạc cụ từ shop nhạc cụ Roland Thiên Tài Bình Thuận, inbox cho shop nha. Shop rất là nhiều nhạc cụ tamborin, gõ bao lục lạc cũng như là đàn guitar hoặc là trống. Anh chị em có quan tâm sản phẩm nào thì cứ inbox cho Roland Thiên Tài Bình Thuận nha. Đây là thương hiệu Tama. Bên shop đang có màu trắng và màu xanh. Yamaha cũng vậy, Yamaha bên shop cũng đang có màu trắng và màu xanh. Anh chị em có nhu cầu quan tâm sản phẩm inbox cho shop nhạc cụ Roland Thiên Tài Bình Thuận. Bên shop nhận ship code các mặt hàng nhỏ nhẹ cho anh chị nha. Nhận hàng kiểm tra rồi chúng ta mới thanh toán tại nhà. Cảm ơn anh chị em xa gần luôn tin tưởng tin dùng các mặt hàng từ shop nhạc cụ Roland Thiên Tài Bình Thuận. Bên shop về rất là nhiều tamborin. Tamborin chúng ta thường hay gọi là gõ bo lục lạc, phục vụ cho anh chị em ăn nhậu để chúng ta gõ chơi vui nha. Thì chiếc gõ bo lục lạc này cũng rất là dễ gõ chứ không có gì gọi là khó gõ nha anh chị. Chúng ta chịu khó học chúng ta sẽ gõ được thôi. Còn không thì chúng ta không biết gõ thì chúng ta cứ mua về gõ đại gõ thí chơi cho vui. Phục vụ những cuộc ăn nhậu cũng rất là vui nha anh chị. Đây, màu rất là đẹp luôn anh chị ha. Tama này được làm bằng chất liệu inox 100%. Còn thương hiệu Yamaha thì được làm bằng nhựa cứng mạ rom, cũng như là chúng ta thường hay gọi là mạ inox, si inox. Thì chiếc Tama nó sẽ mắc hơn chiếc Yamaha nha anh chị. Ngoài những anh chị em chúng ta có nhu cầu quan tâm tới nhạc cụ guitar cũng inbox cho shop, hoặc là piano. Bên shop cũng có bán sáo, sáo thổi, sáo Yamaha chính hãng, cũng như là những sợi jack chúng ta để kết nối nhạc. Đây là jack bãi của Nhật và Mỹ nha anh chị. Trống bên shop có rất nhiều trống để phục vụ cho anh chị. Piano, guitar. Những bộ hát live sau cạc nữa nha anh chị em chúng ta có nhu cầu mua những bộ hát live sau cạc, hoặc là chúng ta mua nguyên bộ có thể bán bên shop có bán rời từng món nha anh chị. Mình cần những món nào thì mình mua những món đó. Micro Tata BC Tata Tat 55, Micro Tata BC K850, cũng như là live sau cạc U16K MK3. Đây là một chiếc live sau cạc cũng thuộc dòng cao cấp. Cảm ơn anh chị em luôn dành chút ít thời gian quý báu để xem clip. Anh chị em có quan tâm sản phẩm nhạc cụ nào cứ inbox cho shop nhạc cụ Roland Thiên Tài Bình Thuận nha. Bên shop nhận ship code toàn quốc, anh chị em nhận hàng kiểm tra rồi mới thanh toán tại nhà. Bên shop có rất nhiều các mặt hàng nhạc cụ phục vụ cho anh chị em có nhu cầu thì cứ inbox cho shop. Bên shop sẽ ship code những mặt hàng nhỏ nhẹ đi cho anh chị. Chỉ ship code những mặt hàng nhỏ nhẹ thôi nha anh chị, còn những mặt hàng lớn to nặng thì bên shop không ship code nha. Anh chị em chú ý. Chúng ta có mua lục lạc gõ bo thì chúng ta mua kèm theo bao da nha anh chị. Cảm ơn anh chị em xa gần luôn tin tưởng tin dùng các mặt hàng nhạc cụ từ shop nhạc cụ Roland Thiên Tài Bình Thuận rất là nhiều. Anh chị em có quan tâm các mặt hàng từ shop nhạc cụ Roland Thiên Tài, đừng quên inbox cho Roland Thiên Tài Bình Thuận theo số điện thoại 0386 282 707. Bên shop nhận ship code toàn quốc, nhận hàng kiểm tra rồi anh chị em chúng ta mới thanh toán tại nhà riêng. Anh chị em có nhu cầu quan tâm sản phẩm cứ inbox cho shop nhạc cụ Roland Thiên Tài, hoặc chúng ta có thể đến tận shop để chúng ta xem và tham khảo nhiều mặt hàng nhạc cụ từ shop nhạc cụ Roland Thiên Tài Bình Thuận. Địa chỉ của shop Tân Lập Hàm, Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận. Bye bye, hẹn gặp lại anh chị em trong những clip review các mặt hàng tiếp theo. Anh chị em có quan tâm sản phẩm nào cứ inbox cho nhạc cụ Roland Thiên Tài, đừng ngại ngùng gì hết nha anh chị, cứ nhắn tin cho Roland Thiên Tài Bình Thuận, Roland Thiên Tài Bình Thuận sẽ nhiệt tình trả lời anh chị em xa gần. Bye bye.